Hoàng Vy xin kính chào quý vị đang đến với chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5 và xin kính chúc quý vị có một ngày an lành. Thưa quý vị, cuộc đua trên cái đường đua mà tranh cái chiếc ghế tổng thống của tòa Bạch Ốc năm 2024 mới ngày càng trở nên nóng hơn và nhất là trong Đảng Cộng hòa. Ngày hôm thứ tư vào tối ngày hôm thứ tư, ở đảng Cộng Hòa diễn ra những cái cuộc tranh luận giữa những các ứng cử viên. Nhưng có một cái chi tiết rất là lạ lùng là thưa quý vị, cùng trong một ngày, cùng trong một buổi tối và cùng ở tiểu bang Iowa mà những ứng cử viên đảng Cộng Hòa lại không tranh luận cùng với nhau mà họ xé lẻ ra. Khi mà ở trên CNN thì diễn ra một cái cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên là Ron DeSantis và Nikki Haley thì ở trên Fox News ông Trump đã một mình một chợ là tự tranh luận một mình và coi như là là ông không thèm đếm xỉa đến cuộc tranh luận của hai ứng cử viên còn lại và quý vị đã biết cho đến ngày hôm nay ông Trump không hề tham dự bất kỳ một cái cuộc tranh luận nào với các ứng cử viên bên phía đảng Cộng hòa bởi vì ông rất là tự tin những cái bản thăm dò gần đây đó là ông vẫn dẫn trước các đối thủ là hơn 50 điểm cho nên là ông một mình một chợ một cõi ở trên Fox News và từ cái cuộc tranh luận trên một cái cuộc thể hiện mình và đối đáp ở trên Fox News vào tối ngày thứ tư á nó có những cái điểm chính những cái chi tiết mà ông Trump hé lộ về chuyện là hiện nay ở thời điểm này ông đã có trong đầu mình một cái tên cho liên danh cái chức phó tổng thống của nước Mỹ năm 2025 rồi thưa quý vị. Và khi người dẫn chương trình của Fox News hỏi là cái người đó là ai, thì ông Trump nói rằng là ông có rồi nhưng mà ông chưa thể tiết lộ. Và ông cũng mí mí một câu rằng thật ra đó, tôi là tôi cũng hơi thích Chris Christie. Chris Christie, cựu thống đốc của New Jersey, vậy là ứng cử viên ở đảng Cộng Hòa duy nhất mà cho đến thời điểm này là coi như là chỉ trích và tấn công tới tấp cựu tổng thống Donald Trump đó là cái chiến lược của ông Chris Christie và cái điều một cái điều thứ hai nữa là ông Christie đã giả từ cuộc chơi rồi thưa quý vị vào chiều ngày thứ tư trong một cái cuộc gặp gỡ cử tri ở New Hampshire Chris Christie nói rằng tôi không có còn tôi không nhìn thấy cái con đường mà mình sẽ thắng cho cái chiếc ghế tổng thống năm 2024 thôi thì tôi giả từ cuộc chơi đó là lời Chris Christie nhưng mà ông này cũng kèm theo thông theo một số cái lời nhắn gửi đối với cử tri ông nói rằng đó là đảng cộng hòa đó hãy tỉnh táo lên hãy tỉnh táo lên hãy lựa chọn ứng cử viên khác đi ừ, dĩ nhiên là tôi từ bỏ nhưng mà cái ứng cử viên đại diện cho đảng cộng hòa năm nay không nên là cựu Tổng thống Donald Trump. Lý do, ông Chris Christie nói là bởi vì ông Trump muốn các bạn phải giận dữ mỗi ngày. Bởi vì ông Trump rất là giận dữ, ông Trump luôn muốn trả thù. Một lần nữa, đây là lời của Christie, thưa quý vị. Ông ấy muốn là cử tri cũng phải giận như ông ấy vậy. Và ông ấy kích hoạt, ông ấy sử dụng cái sự giận dữ đó để kéo cử tri đi đến phòng phiếu. Please, làm ơn, hãy hiểu cho điều này. Tôi biết ông Trump hơn 22 năm. Tôi biết ông ấy hơn bất kỳ một một đối thủ nào ở trong cái đường đường đua kỳ này và tôi xin hứa với các bạn rằng nếu như mà các bạn đặt ông Trump trở lại Tòa Bạch Ốc năm 2025 thì các bạn hãy biết rằng ông Trump sẽ luôn luôn đặt bản thân của mình lên trên nước Mỹ, lên trên tất cả mọi vấn đề khác, lúc nào cũng là bản thân ông ấy mà thôi. Đó là lời của Chris Christie thưa quý vị. Và nhận xét về những cái gì mà ông Christie phát biểu ngày hôm nay, Ông Trump viết ngay lên trên trước sổ ngay sau cái tin tức nóng hổi này thì ông nói Oh yeah, tôi bắt đầu thích Chris Christie rồi đó nha. Là bởi vì ông ấy thứ nhất là đã giả từ cuộc chơi và cái thứ hai đã tiết lộ rằng bà Nikki Haley cũng sắp sửa là sẽ bị nướng tới giòn luôn và sẽ không bao giờ có cửa để mà tranh lại với lại Donald Trump. Đó là lời ông Trump viết trên Truth Social. Nhưng mà xuất hiện trong cái cuộc phỏng vấn trên Fox News vào tối ngày thứ tư và một lần nữa như hai cái đường thẳng chạy song song. Ron DeSantis và Nikki Haley thì tranh luận ở trên CNN và ông một bình một chợ trên Fox News. Ông nói là tôi hơi cảm thấy là tôi bắt đầu tôi thích lại Christie rồi là bởi vì ông ấy nói thật và bởi vì ông ấy can đảm để ông ấy từ bỏ cuộc chơi như thế này. Và ông ấy, ông Trump cũng hé lộ là nhân vật phó tổng thống là ông ấy đã có trong đầu. Nhưng ông ấy không thể tiết lộ thời điểm này khi mà bị hỏi tới là liệu có phải là một trong những cái ứng cử viên mà đang tranh đấu với ông hay không thì ông Trump chưa có khẳng định về điều đó. Tuy nhiên những đồng minh của ông, đó, thưa quý vị, trong những ngày vừa qua đang hối thúc là ông Trump lựa chọn những ứng cử viên nữ để mà tranh thủ được cái lá phiếu nữ. Ví dụ như có thể là bà dân biểu lãnh đạo bên phía đảng Cộng hòa ở Hạ viện là Alice Stefanik, người cũng rất là quyết liệt bảo vệ và che chắn cho ông Trump. Và một nhân vật nữa là thống đốc của arkansas như là bà sarah huckabee và nhân vật cuối cùng là nikki haley nhiều người nói là Nikki Haley có tất cả mọi thứ mà ông Trump hiện nay đang cần. Thứ nhất là lá phiếu của cử tri da màu nè, là cử tri nữ nè và đặc biệt là cử tri của bên phía đảng cộng hòa mà trung dung. Bởi những quan điểm của Nikki Haley gần đây đó nó gần tiến về cái phía là trung dung về câu chuyện về di dân, về phá thai, về những cái chuyện như là viện trợ cho Ukraine thôi quý vị. thì đó là những gì mà ông Trump đang cần ở Nikki Haley. Nó nói Nikki Haley một chút thưa quý vị. Sau khi ông Chris Christie giả từ cuộc chơi, thì Nikki Haley được nhiều người nhận định là hiện nay bà ấy đã có tất cả những bà ấy cần ở cái thời điểm này. Và vấn đề là nó có đủ để mà biết Trump hay không, để mà thắng ông Trump hay không. Là bởi vì sao? Ông Christie giả từ cuộc chơi, thì Nikki Haley sẽ lấy được những cái lá phiếu của Chris Christie ở những cử tri đảng cộng hòa mà no trump thưa quý vị là bởi vì bà Christie thì bà không có chỉ trích quyết liệt và sát rạng ông trump như là Chris Christie nhưng mà những cái quan điểm của bà khá là trung dung và bà cũng có chỉ trích nhẹ nhẹ ví dụ như nhá là vào tối ngày hôm thứ tư bà xuất hiện ở trên CNN và khi mà mọi người nhắc về cái câu chuyện ngày 6 tháng giêng bạo loạn quốc hội và ông Trump gọi những người mà bạo loạn là những con tin những cái tù nhân về chính trị, những con tin thì bà Nikki Haley nói là it's so ridiculous, rất là buồn cười về cái quan điểm này và ông Trump phải trả giá, phải trả xin lỗi, ông Trump phải trả lời trước người dân Mỹ về cái sự kiện ngày 6 tháng Giêng đó. Và đó cũng là một trong những cái điểm mà bà Nikki Haley thể hiện là bà không có ủng hộ ông Trump cho đến cùng. Nhưng mà nói là bà có quyết liệt như Christie hay không? thì câu trả lời là không. vậy thì nhiều người đang nghĩ rằng với chuyện Christie giả từ cuộc chơi thì Nikki đã có đủ cái số phiếu và nhất là thưa quý vị trong cái bản thăm dò vào ngày hôm thứ tư thì cho thấy là ngay tại New Hampshire bà Christie xin lỗi Nikki Haley đã dẫn trước Donald Trump hơn 7 điểm. Và đó là một cái bể phóng đầu tiên mà người ta cho là có thể nào không Nikki Haley sẽ bứt phá. Một lần nữa ông bà mình nói ngựa chạy đường, đường trường thì mới biết ngựa hay. Chúng ta chờ xem trong cái thời gian sắp tới cái cuộc bầu cử sơ bộ ở Iowa, ở New Hampshire thì cho thấy là con ngựa của Nikki Haley có phải là ngựa hay hay không. Nhưng mà xuất hiện trong cái cuộc tranh luận vào tối ngày thứ tư đó thưa quý vị, hai nhân vật Ron DeSantis và Nikki Haley thay vì là họ chỉ trích họ dồn cái sức của họ để họ chỉ trích ông Trump thì người ta nhìn thấy là hai nhân vật này lại sát phạt lẫn nhau và liên tục gọi nhau là liar, là những kẻ nói dối. Ông Ron DeSantis thì chỉ trích Nikki Haley là đây là cái kiểu chính trị gia giống như bà Hillary Clinton vậy đó. Cái kiểu như mà đi tranh cử rồi gom được số phiếu, rồi có số phiếu rồi á, là ngồi sau cái bàn á, bàn giấy đó, rồi bắt đầu là chỉ là phục vụ cho quyền lợi của nhà tài phiệt, của nhà tài trợ và thôi. Chỉ là nói hư, nói vượng mà không có giải quyết được cái vấn đề gì hết. Đó là lời của Ron DeSantis nhé. Và ngược lại, Nikki Haley thì chỉ trích Ron DeSantis là cái tay này á, cứ càng thua là càng nói láo. Và bà còn công bố hẳn một cái website mà cái team tranh cử của bà đã thực hiện trong đó liệt kê ra rất là đầy đủ những cái lời nói dối của Ron DeSantis trong những cái cuộc tranh luận và đặc biệt khi mà ông bắt đầu ra ứng cử tổng thống trong suốt cái thời gian vừa qua đó là một ý thứ hai nữa là cả hai nhân vật Nikki Haley và Ron DeSantis đang muốn chứng tỏ cho cử tri đảng Cộng Hòa thấy rằng họ rất là xứng đáng cho vị trí thứ hai thưa quý vị chứ không thể là thứ nhất được và họ rất ít khi đề cập tới cựu tổng thống donald trump như chúng tôi nói ngoài một lần là bà nikki haley nói phớt qua là khi mà bị dồn tới hỏi là nghĩ ra về chuyện ông trump nói những người bạo loạn là con tin thì bà nói là ông trump phải trả lời cho người dân mỹ về cái sự kiện đó và bà cũng nói rằng ông trump đã từng là một tổng thống rất là tốt và ở cái thời điểm năm 2016 cái việc ông Trump xuất hiện đó là một cái cái ánh sáng tốt. Nhưng mà bây giờ ông Trump không còn hợp thời nữa và cái cách của ông Trump thì rất là khác với cái cách của Nikki Haley. Còn Ron DeSantis thì nói là ông Trump á không có giữ lời hứa trong một số vấn đề. Ví dụ như là hứa là xây bức tường biên giới để ngăn di dân nhé. Nhưng mà rồi bắt Mexico phải trả cho cái bức tường chi phí xây dựng bức tường, ông Trump có thực hiện được đâu. Rồi hứa là buộc bà hillary clinton phải trả giá cho những cái hành vi phạm tội của bà ấy đó là lời của ron desantis rồi ông trump có buộc được đâu cho nên ron desantis nói ông trump không thể nào thực hiện được những điều mà ông ấy đã hứa đó là cái câu chuyện hai cái điểm mà hai nhân vật này thể hiện như vậy và ngoài ra cả hai đều thể hiện cái quan điểm rất là cứng rắn trên cái vấn đề di dân nikki haley có khẳng định với lại cử tri cộng hòa cha mẹ của tôi là di dân yes nhưng mà là di dân hợp pháp và bà rất là chống đối việc di dân bất hợp pháp đang tràn vào biên giới của nước mỹ bà nói cách của tôi sẽ khác cách của joe biden đó là trục xuất tất cả những di dân bất hợp pháp ra khỏi nước Mỹ, quét sạch hết, đưa vệ binh quốc gia dồn toàn bộ lực lượng đến biên giới để gửi một cái thông điệp cho di dân bất hợp pháp là họ bước vô nước Mỹ là họ sẽ bị đẩy ra ngoài. Đó là lời của Nikki Haley. Ron DeSantis thì cười khẩy và nói rằng Ừ, cái chuyện giải pháp này là không có giải quyết được căn cơ cái gì hết á, tại vì sẽ không bao giờ quét sạch như kiểu quét sạch lá rừng vậy đó sẽ không có làm được giải quyết được tận gốc, mà Ron DeSantis sẽ là một chuyện là cắt cái nguồn ngân sách, cắt những cái nguồn ngân sách rót về cho các cái tiểu bang xanh, những cái tiểu bang mà có những cái ông thống đốc, những cái thành phố mà có những cái ông thị trưởng mà cứ cổ suý, cứ đón di dân bất hợp pháp về và muốn biến nơi đó thành thánh đường để cho di dân thì cắt hết cái nguồn ngân sách thì đó là quan điểm của Ron DeSantis về cái chuyện di dân và cả hai cũng à, hơi có những cái khác biệt trong cái vấn đề là tiếp tục hậu thuẫn cho Ukraine. Uh, Nikki Haley nói rằng Mỹ với vai trò anh cả trên chính trường thế giới và Mỹ thì sẽ không có đối xử xấu với đồng minh. Ukraine chính là đồng minh của Mỹ và nếu mà không có yểm trợ cho Ukraine thì cái an ninh của Mỹ cũng sẽ rất là nguy hiểm và bà đề nghị là phải tiếp tục viện trợ cho Ukraine ron desantis thì không đồng ý và nói rằng trong cái bối cảnh hiện nay của nền kinh tế đó thì cái việc mà rót vũ khí rồi viện trợ ra cho ukraine như vậy như là nước chảy chỗ trũng nó không có giải quyết được vấn đề gì hết mà nó chỉ làm cho kinh tế của nước mỹ ngày càng thêm khó khăn mà thôi đó là cái điểm khác biệt thưa quý vị thì nhìn chung một lần nữa cả hai nhân vật này đang cố gắng chứng minh cho cử tri thấy họ xứng đáng ở vị trí thứ hai. Đó là cái lời đó là cái sự nhận định của những người mà theo dõi cái cuộc tranh luận, dù là hai nhân vật này thì luôn khẳng khái và nói rằng là tôi ra tranh cử là chỉ để đứng hàng đầu chứ không đứng hàng thứ hai, nhưng chắc chắn một điều rằng họ thừa biết có một thực tế, họ không thể đánh bại cựu tổng thống Donald Trump trong cái vòng bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa. Và nhưng nhắc về Ukraine về cuộc chiến tranh Ukraine phải nói là đang ở trong một cái giai đoạn vô cùng nguy hiểm cho bên phía uh, Ukraine thưa quý vị. Nga trong những ngày này từ Điện Kremlin cho đến tổng thống Vladimir Putin thể hiện rất là chắc nịch những cái quan điểm như là phương Tây đã bắt đầu rệu rã trong cái việc yểm trợ cho Ukraine, rồi phương Tây chẳng có thể làm gì hết trong cái việc khóa chân khóa tay Nga và cuối cùng nè, qua bao nhiêu cái lệnh trừng phạt nga vẫn phát triển rất là tốt và nền kinh tế vẫn đứng vững đó là cái lời tuyên truyền cho dân thôi chứ lạm phát của nga cũng đang rất là hồi xính vính kinh tế của nga đặc biệt là chủ tịch của ngân hàng trung ương của nga cũng đã từng phải thốt lên một câu là những cái chi phí cho quốc phòng cho quân sự của nga quá lớn và bây giờ họ đang gặp khó khăn trong cái việc là cân bằng cái ngân sách của chính phủ chuyện này chúng ta biết nhưng mà Nhân nói đến cuộc chiến tranh dài hơi ở Ukraine như thế này, thưa quý vị. Thì vào ngày hôm nay, ông Tổng thống Zelensky đã có một cái chuyến thăm bất ngờ tới thủ đô Vilnius của Liva. Và ông nói rằng là đây là một thành viên của nato và đây là những cái đồng minh và những cái láng giềng vô cùng là quý giá và cần thiết không hiểu là zelensky đang trong những cái bước đi tính toán như thế nào là bởi vì cũng trong cùng một ngày thưa quý vị ông tổng thống nga vladimir putin cũng đi đến thăm một cái khu vực Ờ, trong cái lãnh thổ của Nga đã sát nhập được và cái điều quan trọng là cái lãnh thổ này um, nó ngay sát cái tiểu bang Alaska của Mỹ đó là vùng cực đông của Chukotka khu vực Chukotka đón tiếp ông Putin ngày hôm nay đó đóng một cái vai trò vô cùng quan trọng không chỉ đối với Nga mà còn đối với cả thế giới bởi đây là một phần của tuyến đường biển phía Bắc tạo ra con đường ngắn nhất từ đông á cho đến tây âu mà thông qua bắc cực và ông vladimir putin lần đầu tiên có một cái chuyến thăm đi đến cái khu vực này và ông nói là để ông hiểu rõ hơn về những cái điều kiện khắc nghiệt mà người dân của chukotka đang phải đối mặt và có một cái chi tiết phải nói là khá là khá là đặc biệt trong cái chuyến đi này của ông putin thưa quý vị đó là một cái vị bác sĩ đó, đứng đầu của nga đã đưa ra một cái chẩn đoán về cái tình hình sức khỏe của ông putin trong cái chuyến đi này ngay trong ngày mà ông đi đến thăm cái khu vực lãnh thổ của Nga và cái điều vô cùng nực cười là vị bác sĩ này đã đưa ra và cho thế giới biết một cái thông tin về tình hình sức khỏe của Putin vốn đã gây ra rất nhiều những cái đoán mò những cái thông tin về tình hình sức khỏe ông Putin trong suốt từ năm 2023 đến nay. Cái sự chẩn đoán của bác sĩ này đó là gì thì Hoàng Vi xin phép được trở lại sau ít phút dành cho thương mại.